xin chào tất cả các bác nhá. Và hiện tại hôm nay thì em đang cần bán căn nhà này nha. Căn nhà này thì nó nằm ở ngay đường Bình Chuẩn miền Nam này, nhà sống riêng nhá. Đường trước nhà thì lên tới 6m thông và cách vị trí ngã tư Bình Chuẩn khoảng chừng 500m nhá. Đấy, đường thông 6m này, ở đây sử dụng điện gì, nước máy nhá. Nhà được thiết kế lầu một trệt này. Với tổng diện tích đất là ngang là 4m rưỡi và dài là 15m nhá, thổ cư là 100%. Ở đây thì dân cư rất là đông rồi. Đường trước nhà đường thông này, và căn này thì hướng chính đông nhá. Quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà sổ riêng mà hướng đông thì nên tham khảo căn này nhá. Thì căn này thì bên mình đang bán với giá là 2 tỷ 250 triệu. Quý anh chị nào mình có nhu cầu mua nhà sổ riêng để ăn cư lập nghiệp ở khu vực Bình Chuẩn cũng như khu vực ở Bình Dương thì mình nên xem qua. Để thiết kế mẫu nhà phố này, sử dụng cổ sắt 4 cánh nhá. Đây có số nhà KT3 đầy đủ. Sân trước nhà thì sân chiếm máy thôi. Sân nhà nhỏ ở đây thôi, dài tới 3m này. Đây thì bên mình sẽ gạch chống trơn là gạch nhà 40 nhá. Và ngoài đây thì cũng có cái vòi nước như này để rửa xe cộ rất là tiện. Hàng rào sắt này. Đấy. Phía trong này thì bên mình sử dụng cổ sắt 4 cánh nhá. Đấy, nhà mới trong lần cha mới ăn chuyện xong, một lầu một trệt nhá. Đấy, mỗi nhà phố đây. Bác nào đang có nhu cầu mình nhà kiếm mẫu nhà xây nhà cho mình để ở thì em có thể là thêm qua nhá. Trong này thì không gian phòng khách này dài là hơn 5m nhá. Phòng khách dài hơn 5m. Ở trong này thì bên mình cũng dán gạch 80 này. Trên tường thì cũng gạch cao hơn 4m, 30-60 nhá. Và điện thì cũng điện âm hết. Đấy, phòng khách rất là rộng rãi. Trên tường thì bên em cũng sử dụng là trần cao trên trần này, trang trí thêm đèn led, đèn chùm, rồi hai bên tường thì có bóng đèn trang trí này, đồ nhấn này. Còn cái bên này xi biến có tự động đầy đủ luôn nhá. Căn này thì mình sẽ thiết kế một phòng khách này, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, không gian bếp, phòng thờ cũng như là không gian để sân xe máy này. Cái mảng bên này thì mai mốt mình có thể tận dụng, mình có thể là bác nào mà có sở thích yêu tranh vẽ thì mình dán thêm, hiện tại bên em để trống ở đây nhá. Còn trong này thì mình sẽ có khoảng không gian cầu thang này. Này chỗ này thì bên em xây là có thể có chia những ô này để nó tạo điểm nhấn cái mặt cầu thang mình nó đẹp hơn, và có những ổ cắm này, ổ điện đấy nhá, dây cáp nặng đầy đủ luôn, thì em muốn mình sử dụng mình cắm luôn rất là tiện. Ở trong này là không gian cầu thang này, cầu thang sử dụng cầu thang tay vịn gỗ đá hoa cương, nắp kính cường lực đầy đủ luôn nhá. Hệ trần trong này cũng là trần này cao này, bóng đèn trang trí đầy đủ luôn. Gỗ này gỗ tự nhiên nhá, tay vịn gỗ tự nhiên luôn này, rất là chắc chắn. Rồi trong này thì mình sẽ có khoảng không gian bếp nấu ăn này. Chỗ này dài tới 3 này 4 5 viên gạch, tính từ vị trí trụ trụ cột này 8540, chiều dài là 4m nhá. Đấy, sử dụng mình nấu nướng mình đi lại cũng khá thoải mái. Bếp này thì bên em cũng lắp sẵn tủ bếp rồi, tủ trên tủ dưới cũng như tủ liệu đầy đủ luôn nhá. Và đây thì cũng là chất liệu gỗ, gỗ này gỗ tự nhiên này. Mình bây giờ mình sử dụng chất liệu gỗ thì nói chung là quá trình sử dụng nó bền hơn. Không gian trong này thì mình có thể tận dụng mình kê tủ lạnh các thứ cũng khá là tiện. Đấy. Mặt trong này thì bên em cũng có ốp cái tấm kiến này, tấm kiến bóng này. Để trong quá trình sử dụng mình vệ sinh nó chùi nó tiện hơn. Đấy. Mặt bàn cũng sử dụng một đá hoa cương này. Bồn đựng chén đây nhá, bồn dày nhá. Tủ gỗ ở trên này, trên này cao này. Đấy. Và cuối nhà sẽ không gian giếng trời kết hợp với nhà vệ sinh. Đây giếng trời nhá, nhà vệ sinh này. Đây con lavabo rửa mặt này. Đấy, thông lên trên tầng đầu nhá. Đấy, nhà rất là đẹp. Chỗ này thì mai mốt nhà mình có đạp đinh gì mình thử ở đây rất là tiện nhá. Hiện tại bên em thiết kế về để mai mốt nhà mình có đám đỉnh ấy, nhiều khi mình cửa cái sẽ tiện hơn, không phải chật chội. Ở trong này sẽ là một nhà vệ sinh này. Đấy, chiều ngang thì hơn 1m, chiều dài tới là 2m nhá. Đấy, sử dụng dưới tầng trệt đây.
bồn cầu và sân tắm, cái chiều cao cũng 2,2 đấy. Đấy, sử dụng của nhôm nhá, giá là 2 tỷ 250 triệu. Quý anh chị nào đi xem nhà thì hãy liên hệ với mình nhá, nằm gần ngay ngã tư Bình Chuẩn, cách khoảng chừng mấy trăm mét là tới rồi, đi rất là tiện, đi nhà thờ rồi đi mua sắm rất là tiện nhá. Đấy, nhà mới hoàn thiện xong, nhà sổ riêng mà giá có hơn 2 tỷ thôi. Căn này thì hỗ trợ đến tới 1 tỷ rưỡi nhá. Đấy, có thang là thanh gỗ này cũng nực. Quý chị mà bỏ mua căn này thì bỏ ra khoảng chừng 700 triệu là mình có thể sở hữu rồi. Còn lại thì bên phía ngân hàng thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình luôn. Đây, cái khoảng trên này thì mình sẽ có được 3 phòng ngủ trên tầng đầu nhá. Không gian cầu thang ở giữa đây thì mình có cái giếng ô giếng trời nhỏ nhỏ này, nên mình lập tuần sáng rồi nhá, để này mình lấy ánh sáng tự nhiên vào này. Hành lang ở bên hai và trên này thì bên mình cũng có gạch 60 này. Đấy, phòng ngủ chỗ này thì diện tích khoảng chừng 10 m² nhá, sử dụng cửa gỗ. Đấy, và ba phòng trong này thì diện tích nó như nhau và cũng có cái hệ thống của máy điều hòa này, trần này cao, cũng như những ổ cắm ổ điện này. Mai mốt mình sử dụng mình cắm tivi hoặc là cắm quạt rất là tiện nhá. Đấy, sử dụng cửa gỗ chắn nhá, cửa gỗ luôn. Cuối nhà là không gian giếng trời này. Chỗ này thì mình có thể là tận dụng để phơi quần áo cũng như là tắm giặt trên này cũng được. Chỗ kia thì bên em có để sẵn cái không gian mình để kê bên giặt đi, để sẵn ở đấy cho bác về sử dụng nhá. Giếng trời ở đây thì bên em có làm cái vỉ này, cái vỉ này thì ra rất dày nhá, mình đứng này sao là nó cứ cứng nhá. Cái bên em thiết kế về để khi mà phơi quần áo thì nước nó chảy đấy thì nói chung là nó đỡ hiểu hơn. Đấy, trên này là một cái giếng trời của nhà này. Đấy, một cái vỉ sắt làm sẵn luôn, thống tôn sáng đầy đủ luôn nhá, rất an toàn. Ở trong này là một nhà vệ sinh này, như tích như ở dưới luôn, thiết kế như ở dưới nhá, các thiết bị vệ sinh cũng như nhau. Đấy, ốp cao 1,2 và sử dụng chất liệu là cửa nhôm nhá. Nhà hai nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ. Các phòng thì bên em có để cửa sổ này, để khi máy mốt mình sử dụng mình không dùng máy lạnh nữa mình có thể mở ra nó thoáng hơn. Còn nhiều nhà thì người ta thiết kế mà không có cửa sổ bí lắm, khi nó nóng lắm nhá, sử dụng rất là khó chịu. Trên này có CV nó tự động này, CV riêng nhá, trong quá trình sử dụng mình mà sửa chữa gì mà tắt thì sẽ tiện hơn. Phòng ngủ thứ hai đây, diện tích như nhau luôn nhá, nhưng mà phòng ngủ này thì kế bên cầu thang này, đấy, có cửa sổ luôn, đấy, mở rất là thoáng, đang nghe mở ra thoáng lắm nhá. Đấy, có máy dây điều hòa này, ổ cắm ổ điện này, đấy, CV máy điều hòa nhá, cửa gỗ. Ba phòng thì như nhau, diện tích như nhau luôn. Nhà này thì nhà bác nào mà có khoảng chừng 4 người thì mình cũng khá thoải mái rồi, rộng rãi lắm nhá. 43 phòng ngủ cơ mà. Đấy, phòng thờ riêng này, phòng ngủ riêng. Đấy, cái sổ bên hông phòng ngủ thứ ba này. Tới đây sử dụng phòng thờ nhá, ngay đối diện ban công luôn. Ở đây thì có ổ cắm này, được cắm mạng đầy đủ luôn. Ở bên trên này thì có sẵn một cái ổ cắm chờ để mình cắm cái phòng bàn thờ của mình nhé, rất là tiện. Chỗ mặt tiền đây thì bên em sử dụng cửa sắt này, sắt 4 cánh 2 mặt tiền. Đấy, thì mình vừa trang trí thì mặt tiền nó đẹp hơn, thứ hai nữa là mình để ánh sáng vào, tại vì ánh sáng rất là sáng nhé, buổi trưa. Đấy, nhà chính đông cho nên là buổi sáng nó sẽ có một chút ánh nắng về mặt tiền này, nhưng buổi chiều rất là mát. Đấy, ngoài đây thì ban công này, bên em cũng sử dụng tay vịn sắt này, đang can sắt ở đây nhé. Và cửa chính thì bên em cũng sử dụng cửa sắt hai cánh này, có cái cơ nhìn lực. Đấy, trong quá trình sử dụng mình đóng vào ấy rất là sáng nhá. Đấy, nhiều khi thì mình sử dụng cửa sắt nhưng mà nó cũng được về này, chủ yếu là ánh sáng này, cái độ bền rất là cao. Đấy, ngoài đây có hệ thống thoát nước đầy đủ luôn này. Đường trục nhà rất là thông, lên tới gần 6 m cơ mà. Dân cư cũng rất là kín rồi. Nhà chính đông nhá, nhà tư Bình Chuẩn, nằm tọa lạc tại đường Bình Chuẩn miền Nam,
Diện tích thì mình xin nói lại một chút là ngang là 4,5 nhá, dài là 15m, chủ cư là 100%. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết căn này thì em có để dưới phần mô tả nhá, quý anh chị xem qua. Còn nếu mà có anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn mua nhà thì đối căn này mà muốn đi xem, mà muốn mua căn này thì hãy liên hệ với mình nhá. Qua cái số điện thoại là 0967 642 994 nhá. Để mình có thể là trao đổi trực tiếp cũng như đi xem nhà nhá. Giá là 2.250.000.000, hỗ trợ điểm 1.5 tỷ nhá. Nhà lầu và trệt mới cho bên trong. Thì những bác nào đang quan tâm lĩnh vực mà mình xem những mẫu nhà mình mai mốt mình xây dựng ấy, đấy, thì mình hiện là xem qua những mẫu nhà bên em đang bán nhá. Và cuối video thì quý anh chị đừng quên là ấn đăng ký kênh để khi nào bên em có sản phẩm mới nhất bên em đang bán thì mình có thể là xem trực tiếp luôn nhá, hệ thống sẽ tự động đăng tải vào cho mình để mình xem trực tiếp luôn. Đấy. Và bên bên phải thì có nút chuông ấy. Quý anh chị là ấn một nút chuông để mình có thể xem được sớm nhất hơn. Đấy. Và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video nhé. Rồi xin kính chào và gặp lại.